Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối thâm sâu liên lỉ và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2024, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Người thề phản và những bè rối. Hãy nghe Đức Chúa Giêsu dạy về tội thờ hình tượng của mình, và hãy lấy cái xà trong mắt ra rồi mới thấy cái rác trong mắt anh em. Số 87. Giêsu tại nước đẹp. Ngươi sẽ không làm cho ngươi những tà thần trước mặt ta. Tưng mừng như đã được mặc khải vén mở cho tôi. Quyển thứ hai, năm thứ nhất, đời sống công khai. Số 87. Giêsu tại nước đẹp. Ngươi sẽ không làm cho ngươi những tà thần ở trước mặt ta. Có lời rằng, ngươi sẽ không làm cho ngươi những tà thần ở trước mặt ta. Ngươi sẽ không làm cho ngươi một hình điêu khắc, một hình gì tượng trưng cho những gì ở trên trời hay dưới đất, trong nước hay trong lòng đất. Ngươi sẽ không thờ lạy nọ, vật kia, cũng không dành cho nó một sự cúng vái. Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, mạnh mẽ hay ghen, ta phạt sự bất công của cha ông trên con cái chúng tới đời thứ ba, thứ bốn đối với những kẻ ghét ta, và ta thi hành tình thương cho tới đời đời thứ cả ngàn đời đối với những kẻ yêu ta và tuân giữ giới răn của ta. Tiếng nói Giêsu vang lên trong căn phòng đầy người. Vì trời mưa nên mọi người đều vào trong nhà đó. Ở hàng đầu là bốn bệnh nhân. Một người mù do một người đàn bà dắt. Một đứa trẻ mình đầy những vảy. Một người đàn bà vàng khè, có lẽ bị sốt rét. Và người thứ bốn được mang trên băng ca. Giêsu nói, tùy vào cái máng rỗng, Gioan và hai anh em họ cùng với Matthew và Philip ở bên cạnh người, trong khi Giuđa, Phêrô, Bartolomeo, Giacôbê, Anđê canh chừng ở lối vào để xếp đặt những người tới sau. Thomas và Simon vòng quanh giữa đám người để làm im các trẻ em, nhận của bố thí và nghe các lời thỉnh cầu. Ngươi sẽ không làm cho ngươi các tà thần trước mặt ta. Các con đã nghe Thiên Chúa hiện diện khắp nơi bởi cái nhìn của người và bởi lời người thế nào. Thực vậy, chúng ta luôn luôn ở trước mặt người, khép kín trong phòng hay ở giữa công chúng trong đền thờ. Chúng ta cũng ở trước mặt người.
ân nhân kín đáo, giấu mặt với những kẻ được giúp đỡ hay kẻ sát nhân tấn công kẻ du hành đơn độc và giết họ. Cả hai đều ở trước mặt người như nhau. Ở trước mặt người, ông vua dưới triều đình, người lính trên chiến trường, thầy Lê Vi ở trong đền thờ, hiền nhân cúi mình trên sách, nông dân trên luống cày, thương gia trước quầy hàng, bà mẹ cúi trên nôi, bà vợ trong phòng the, cô gái trẻ trong nơi kín đáo của nhà cha mẹ, đứa trẻ học ở nhà trường, người già nằm chờ chết, tất cả đều ở trước mặt người. Cũng như mọi hành động của con người đều ở trước mặt người. Mọi hành động của con người, lời nói kinh khủng, lời nói an ủi, nó kinh khủng nếu hành động là phạm tội. Nó an ủi nếu nó theo đuổi sự thánh thiện. Biết rằng Thiên Chúa thấy là cái thắng hãm những hành động xấu là sự khích lệ cho các hành động tốt. Thiên Chúa nhìn thấy kẻ hành động tốt, tôi biết người không quên những gì người thấy. Tôi tin người sẽ thưởng cho các hành động tốt. Và vậy tôi tin chắc chắn, vậy tôi chắc chắn đã có phần thưởng này. Và tôi an nghỉ trên sự chắc chắn này. Nó sẽ cho tôi một đời sống trong sáng và một cái chết an bình. Bởi vì trong đời sống và trong khi chết, linh hồn tôi sẽ được an ủi bởi ngôi sao sáng ngời là tình bạn của Thiên Chúa. Đó là điều các kẻ hành động tốt lý luận. Nhưng kẻ hành động xấu, tại sao họ không nghĩ tới rằng trong số những hành động bị cấm có việc thờ cúng tà thần? Tại sao họ không nói Thiên Chúa thấy rằng trong khi tôi giả vờ một sự thờ phượng thánh, tôi đã thờ một hay nhiều thần dối trá mà tôi đã thiết lập bàn thờ cho nó trong nơi kín đáo loài người không thấy, nhưng Thiên Chúa thấy. Các con hỏi, những thần tượng nào nếu ngay cả trong đền thờ cũng không có một hình tượng nào tượng trưng cho Thiên Chúa? Các thần này có những khuôn mặt nào nếu người ta không thể nghĩ tới một khuôn mặt cho Thiên Chúa thực? Đúng, không thể cho người một khuôn mặt vì đấng trọn lành, đấng rất trong sạch, không thể được biểu tượng một cách xứng đáng với con người. Chỉ có tâm hồn có thể hé thấy vẻ đẹp siêu nhiên và tuyệt diệu của người. Nghe tiếng người, nếm sự âu yếm nâng niu của người khi người tỏ lộ ra gần vị thánh đang được sự giao tiếp thần linh này. Nhưng con mắt, lỗ tai, bàn tay loài người không thể thấy hay nghe hay cảm để có thể biểu lộ bằng tiếng thất huyền cầm hay bởi cái búa, cái đục làm việc trên đá. Thế nào là Thiên Chúa? Ôi, hỡi linh hồn các người công chính, hạnh phúc vô tận khi quý vị thấy Thiên Chúa. Cái nhìn đầu tiên sẽ là bình minh cho một phúc lộc đi theo quý vị muôn đời. Nhưng điều người ta không thể làm cho Thiên Chúa thực, thì đây họ làm cho các thần dối trá. Người thì lập bàn thờ cho đàn bà, người thì cho vàng, người khác cho quyền bính, người nữa cho khoa học, người khác cho các chiến thắng quân sự. Có người thì thờ kẻ mạnh, kẻ giống như nó trong trật tự thiên nhiên, chỉ hơn nó ở sức lực và cơ hội. Lại có kẻ thờ chính mình và nói, không ai bằng tôi. Đó là những thần của các người thuộc về dân Thiên Chúa. Các con đừng ngạc nhiên khi thấy dân ngoại thờ động vật.
các con bò sát hay các thiên thể. Biết bao nhiêu thứ bò sát, động vật và thiên thể tối mà các con thờ trong tâm hồn các con. Môi miệng nói những lời dối trá để nịnh hót, để chiếm hữu, để làm đồi bại, và ở đó không có những lời cầu nguyện cùng tà thần bí mật sao? Con tim ấp ủ các tư tưởng báo thù, gian thương, đàn điếm. Đó không phải là thờ phượng các thần ô uế của khoái lạc, tham lam và xấu xa sao? Có lời rằng, ngươi không được thờ cái gì khác ngoài Thiên Chúa thực, duy nhất vĩnh cửu của ngươi. Có lời rằng, ta là Thiên Chúa mạnh mẽ và ghen tường. Mạnh mẽ, không một quyền lực nào có thể hơn người. Loài người có tự do hành động, Satan tự do cám dỗ. Nhưng khi Thiên Chúa nói đủ rồi, con người không còn thể hành động xấu và Satan không thể cám dỗ nữa. Satan thất vọng chui vào hỏa ngục của nó. Con người rút lui những hành động xấu quá mức của họ, vì có một giới hạn mà Thiên Chúa không cho phép vượt quá. Ghen tương, ghen với ai? Sự ghen tương nào? Sự ghen tương bần tiện của con người nhỏ mọn ư? Không, nhưng là sự ghen tương thánh của Thiên Chúa về các con cái người. Sự ghen tương chính đáng, sự ghen yêu. Người đã tạo nên các con, người yêu các con, người muốn các con, người biết cái gì thiệt hại cho các con, người biết cái gì làm cho các con xa cách với người, và người ghen với những gì đặt ở giữa người cha và các con, và làm cho chúng lạc đường, hướng ra khỏi tình yêu duy nhất là sự cứu rỗi và bình an, Thiên Chúa. Các con hãy hiểu sự ghen tương Thiên Chúa này, nó không nhỏ mọn, không độc ác, không giam hãm, nhưng nó là tình yêu vô tận, lòng nhân từ vô tận và sự tận dợ tự do không giới hạn, ban mình cho tạo vật có hạn của người để thu hút nó về với người và trong người, để cho nó thành kẻ đồng chia sẻ lòng tốt vô hạn của người. Một người cha tốt không muốn một mình hưởng thụ sự giàu sang của ông, nhưng ông muốn con cái ông tham dự vào đó. Sự thực ông đã tích góp cho nó, cho con cái ông hơn là cho ông. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Nhưng người mang tới cho ông tình yêu này và niềm ước ao này, sự trọn lành của tất cả mọi hành động của người. Đừng lừa dối Chúa. Người hứa hình phạt cho các kẻ đắc tội và con cháu các kẻ đắc tội. Và Thiên Chúa không bao giờ thiếu sót trong các lời hứa của người. Nhưng tâm hồn các con đừng thất vọng. Ôi hỡi con cái loài người và con cái Thiên Chúa, hãy nghe lời hứa khác và hãy vui mừng. Ta thi hành tình thương cho tới đời thứ cả ngàn đối với những kẻ yêu ta và giữ các giới răn của ta, cho tới cả ngàn thế hệ của những người tốt, cho tới sự yếu đuối thứ cả ngàn của các con cái tội nghiệp của con người. Những kẻ sa ngã không vì ác tâm, nhưng vì khờ khạo và vì các cạm bẫy của ma quỷ. Còn hơn nữa, Thầy bảo các con rằng, người mở rộng vòng tay ra ngay nếu các con với con tim hối hận, khuôn mặt đầy nước mắt, các con nói: Cha ơi, con đã phạm tội, con biết con hạ mình nhìn nhận nó trước mặt cha. Xin cha tha cho con. Sự tha thứ của con sẽ là sức mạnh để trở về đời sống thực. Đừng sợ trước khi các con phạm tội vì yếu đuối.
Người đã biết rằng các con sẽ phạm tội. Nhưng quả tim của người chỉ khép lại khi các con lì lợm trong tội. Thực sự muốn phạm tội, làm cho tội thành những thần ghê tởm của các con. Hãy bạt các tà thần xuống, hãy dành chỗ cho Thiên Chúa thực. Người sẽ xuống trong sự vinh quang của Người để thánh hiến quả tim các con cho Người. Khi Người thấy rằng chỉ có mình Người ở trong các con, hãy trả lại cho Thiên Chúa nơi ở của Người. Nơi ở này không phải là các đền đài bằng đá, mà là các con tim của loài người. Hãy rửa ngưỡng cửa, dọn dẹp bên trong cho hết những xa hoa vô ích và có tội. Một mình Thiên Chúa, một mình người, người là tất cả. Tâm hồn một người có Thiên Chúa ngự sẽ không kém gì thiên đàng. Con tim một kẻ hát tình yêu của nó cho vị khách Thiên Chúa là thiên đàng. Hãy làm cho tất cả các con tim các con thành trời. Hãy bắt đầu sống chung với Thiên Chúa. Trong ngày mai vô tận, nó sẽ được trọn vẹn trong sức mạnh và niềm vui trọn hảo. Nhưng ngay ở thế này, nó cũng đã có thể vượt qua sự ngạc nhiên run rẩy của Abraham, Jacob và Môi-se, vì nó không còn là một cuộc gặp gỡ sáng rực và đáng sợ với sức mạnh, nhưng là sự cư lưu với người cha và người bạn. Đấng đến để nói, niềm vui của ta là ở với con cái loài người. Con làm cho ta sung sướng. Cảm ơn con. Đám đông khoảng trên 200 người ra về sau một lúc cảm động. Có những người bất chợt thấy mình khóc, người khác lại mỉm cười. Do cùng một niềm hy vọng vui tươi, sau cùng đám đông như tỉnh giấc, bắt đầu như tiếng thì thầm, như tiếng thở mạnh, và sau cùng như tiếng kêu giải phóng. Chúc tụng Thầy, Thầy mở con đường bình an cho chúng con. Giê-xu mỉm cười trả lời, bình an ở trong lòng các con, nếu các con theo con đường tốt ngay từ bây giờ. Rồi người đến với các người bệnh, người đưa tay qua trước đứa trẻ bệnh, người mù, người đàn bà da vàng khè, người cúi xuống trên người bại liệt và nói, Thầy muốn. Người đàn ông nhìn người và kêu lên, sức nóng trong cơ thể kiệt quệ của con. Ông đứng dậy, mình trần, cho tới khi người ta lấy cái mền trên chống để phủ cho ông. Bà mẹ nâng đứa con nhỏ dậy, không còn vậy nữa. Người mù dụi mắt vì sự tiếp xúc đầu tiên với ánh sáng. Các người đàn bà kêu lên, Dina không còn vàng như cây mao cấn rừng nữa. Sự xúc động đầy tràn, người ta chúc tụng, hô hoán, chen nhau để coi, để ra đi nói lại ở xứ. Giê-xu bị công hãm tứ bề. Phê-rô thấy hầu như người ta sắp đè bẹp người, nên ông la lên, các bạn ơi, họ làm thầy chết ngộp. Tới giải tỏa cho thầy, cho người. Và với khuỷu tay, đôi khi cả với ống chân, họ thành công giải phóng cho người và đưa người ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ nghĩ tới việc này. Anh ở gần cửa, những người khác ở cuối phòng. Họ có làm đau cho thầy không? Không. Họ giống như điên, hành động kiểu kỳ cục. Hãy để họ làm. Họ sung sướng và thầy cùng với họ.
hãy đi làm phép rửa cho những người xin con. Thầy đi vào nhà. Con Giuđa với Simon hãy phát của bố thí cho người nghèo. Phát hết đi, chúng ta có rất nhiều hơn là cần thiết đối với người môn đệ của Chúa. Phêrô, đi đi, đi đi, đừng sợ làm quá. Thầy sẽ biện minh cho con bên cha. Vì thầy ra lệnh cho con. Chào các bạn. Và Giê-xu mệt chảy mồ hôi, khép kín trong nhà, trong khi các môn đệ mỗi người lo việc mình với các người hành hương. Hết. Trân trọng cảm ơn toàn thể anh chị em trên thế giới đã lắng nghe. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Thank you.